Quay trở lại với Trung tâm Điều trị Phục hồi xương khớp Việt Nam, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình ạ. Xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam ước tính có tới hơn 7 triệu người đang bị mắc bệnh trào ngược dạ dày. Bệnh lý này có gì đáng sợ không hay chỉ là bệnh xoàng? Làm sao để điều trị dứt điểm bệnh? Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ngay sau đây ạ. Thưa bác sĩ, tại sao lại có hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản ạ? Chúng ta biết rằng là khi chúng ta ăn thức ăn vào thì cái cơ vòng dưới của thực quản có thể mở ra, và khi chúng ta không ăn nữa thì cơ vòng đó khép lại. Nhưng vì một cái lý do nào đó mà cái cơ vòng đó hoạt động thiếu sự nhịp nhàng và thất thường thì có thể gây tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên là những tình trạng trào ngược dạ dày thực quản này thì tôi thấy rằng là còn nhiều các cái nguyên nhân khác nhau gây ra nữa. Ở những người thí dụ như có lạm dụng, ví dụ như là bia rượu, thậm chí là những bữa ăn, nhất là những bữa ăn buổi tối chúng ăn quá no, hoặc là khi ăn xong chúng ta đi nằm ngay thì cũng có hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên những ngày nếu mà do cái chế độ ăn chúng ta chưa điều chỉnh tốt thì có thể là chúng ta chỉ gặp một hai lần thôi, cái tình trạng đó sẽ tự hết. Nhưng mà những người có những vấn đề về những tình trạng như là cái sự đóng mở không bình thường, thất thường của cái van này thì có thể cái tình trạng đó nó có thể xảy ra thường xuyên và gây ra những tổn thương kể cả ở những cái niêm mạc của thực quản. Vậy các triệu chứng của bệnh trào ngược thực quản có điển hình không thưa bác sĩ? Thực ra những người trào ngược dạ dày thực quản thì thấy rằng là rất rõ. Bởi vì là khi người ta ăn xong hoặc người ta khi đi nằm, người ta bị ợ chua, cái cảm giác nóng ở vùng thượng vị, cảm giác ợ chua là người ta cảm nhận thấy rất là rõ ràng. Và mỗi lần khi như vậy thì thấy rằng là thậm chí khi đang ngủ người bệnh phải thức dậy chứ không người ta không thể ngủ được. Hoặc là những vấn đề mà cảm giác người ta bị ứa nước miếng, rồi những cảm giác như là tổn thương niêm mạc, người ta cảm thấy khàn giọng, giọng nói có vẻ thay đổi, rồi cái tổn thương ở niêm mạc. Thì tất cả những cái triệu chứng này người ta thấy rất rõ là nóng ở vùng thượng vị, ợ chua, rồi cảm giác như là khó chịu ở vùng thượng vị thì thấy rất là rõ. Nhiều người cứ nghĩ là bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh đơn giản và họ sẵn sàng sống chung với nó và không cần chữa. Vậy thì theo bác sĩ, quan điểm này có đúng hay không ạ? Thực ra thì trước đây người ta cũng chỉ nói là những cái nguyên nhân cũng có thể là hoàn toàn không phải là do cái sự yếu tố stress hoặc là do những cái sự tăng tiết axit trong cái dịch vị dạ dày thì có thể gây cái tình trạng đó. Nhưng tuy nhiên bây giờ người ta tính ra là có rất nhiều các nguyên nhân có thể do cái van đóng mở thất thường và cũng có thể do virus có vi khuẩn và đặc biệt là do vi khuẩn và có thể gây cái tình trạng trào ngược dạ dày. Do vậy mà cái việc mà điều trị cái việc trào ngược dạ dày ấy, người ta cần phải đi khám đúng chuyên khoa và điều trị đúng nguyên nhân. Nếu là do những vi khuẩn, do virus, người ta cần, đặc biệt là do vi khuẩn, người ta phải điều trị đúng và phối hợp với các cái thuốc để điều trị đúng nguyên nhân. Tuy nhiên là đối với người trào ngược dạ dày thực quản thì phải nói rằng một chế độ ăn, chế độ sinh hoạt đóng vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như ăn quá nhiều các cái gia vị, hoặc là ví dụ như sử dụng quá nhiều cà phê, đặc biệt là những chất sinh hơi, ví dụ như là rượu, ví dụ như là bia, vì khi uống rượu bia như vậy thì có cái tình trạng đó sẽ khó chịu hơn, người ta sẽ bị trào ngược nhiều hơn. Ở những người hoàn toàn không rượu bia rồi nhưng tình trạng đó hoàn toàn vẫn có thì ở những người thừa cân béo phì thì có gây ra cái áp lực ở đấy cũng có bị tình trạng trào ngược. Và đặc biệt là những người đã có cái dấu hiệu trào ngược rồi mà người ta lại sau khi ăn xong người ta không nghỉ ngơi và người ta ăn quá no vào bữa tối và sau đi ngủ trước 2 giờ khi chúng ta sau khi ăn xong thì cái tình trạng trào ngược ấy sẽ nặng hơn. Do vậy có thể nói rằng là có rất là nhiều các cái lý do mà chúng ta cần phải có ý thức để khắc phục nếu chúng ta khi đã có tình trạng này rồi. Vậy thì khi bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà không điều trị thì sẽ dẫn đến những tác hại như thế nào ạ thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng là cái việc trào ngược dạ dày thực quản thì bản thân người ta cảm thấy rất là khó chịu, nóng ợ hôi, cảm giác đã khó chịu rồi mà mỗi khi ăn xong người ta lại ợ chua và kèm theo nữa là tổn thương không những ở phần dưới mà tổn thương cả niêm mạc dạ dày do cái dịch vị axit từ dưới dạ dày đưa lên niêm mạc thực quản và cái tổn thương ở niêm mạc thực quản. Vậy thì khàn giọng và nói khàn rồi ho rồi khó chịu, người ta hoàn toàn bị những cái cảm giác như này, chưa kể tới là người ta luôn luôn ở cái tình trạng như là nóng, đau nóng ở vùng thượng vị kèm theo ợ chua thì cảm giác người ta rất là khó chịu. Có rất nhiều biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Vậy khi nào thì bệnh trào ngược dạ dày thực quản cần được điều trị ạ thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là cái tất cả những bệnh lý mà khi mà có dấu hiệu ảnh hưởng tới người bệnh khó chịu,
chất lượng cuộc sống. Tình trạng trào ngược dạ dày mà diễn ra thường xuyên và luôn luôn có tình trạng ợ chua, luôn luôn có chuyện đau tức ở vùng thượng vị, kèm theo ợ nóng, ợ chua và kèm theo cái hiện tượng đó người ta xảy ra liên tục, thì người ta cần phải đi khám bác sĩ để kiểm tra nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân và có cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Bởi vì có rất là nhiều người, người ta nghĩ rằng là phải theo cái sự mách bảo của nhiều người hoặc đi khám mà hiệu thuốc. Tôi nghĩ đấy là một cái điều hết sức sai lầm. Bởi vì cái việc mà khám, tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng theo đơn của bác sĩ, đây là cái điều hết sức cần thiết. Và nếu chúng ta nếu không khám, điều trị và chúng ta sử dụng các cái thuốc mà theo các cái mách bảo hoặc là hiệu thuốc mà không có cái chỉ định của bác sĩ, thì bên cạnh đó có những cái tác dụng phụ và rất đáng tiếc cho người bệnh. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của bác sĩ Nguyễn Hùng Hải ạ. Thưa quý vị, khi đi khám thì bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn các biện pháp điều trị trào ngược dạ dày thực quản phù hợp. Hiện nay thì có các biện pháp như là thay đổi lối sống, điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa và các thủ thuật khác. Ngoài ra thì việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với trào ngược dạ dày thực quản cũng là vô cùng quan trọng. Ví dụ như là trong số đó thì có nghệ và mật ong là được sử dụng hàng ngày như một gia vị phổ biến trong các bữa ăn của quý vị. Không những vậy, nó còn hỗ trợ điều trị cho người bị trào ngược dạ dày thực quản rất hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.